Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông một cách quyết liệt và khá hiệu quả, thế nhưng những ngày giáp Tết này, tình trạng lấn chiếm vỉa hè kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh hàng Tết lại tiếp tục tái diễn, gây ách tắc giao thông và làm mất mỹ quan đô thị. Ùn ứ, tắc nghẽn giao thông cục bộ, chỉ một đoạn đường khoảng 50 mét, từ ngã tư đường Quang Trung, Đinh Công Tráng đến ngã tư Quang Trung, Ngư Hải trong gần 2 giờ đồng hồ. Nguyên nhân chính là do lưu lượng người tham gia giao thông tăng đột biến trong ngày giáp Tết. Bên cạnh đó, cũng phải kể đến tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông. Khách hàng tự để xe hoặc gửi xe ngay trên vỉa hè để vào mua sắm ở chợ quần áo trước sảnh tòa nhà Dầu Khí. Ngoài các xe quần áo bày bán lộn xộn phía trong sân của tòa nhà, thì nhiều loại hàng hóa khác cũng được bày bán ngay trên nền gạch của vỉa hè. Bán cái Tết nhất chi khó ngồi thì nó có đố thì mình đến nhất chi kéo nó tấp lại. Bán hơi bị túi nữa, kiếm đông nữa. Còn đây là những hình ảnh trên vỉa hè từ ngã tư giao với đường Ngư Hải đến ngã tư Triệu Vinh, đối diện với siêu thị Bixi. Các quầy hàng bán các loại thảm ngang nhiên bày bán như thế này. Bình thường chỉ bán ở mỗi mà đi ra đây hay? Ra bán mấy ngày Tết á. Tiếp nữa, để phục vụ khách vào siêu thị Bixi, vỉa hè xung quanh nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức cũng được trưng dụng làm bãi giữ xe. Tất cả những hình ảnh này đã tạo nên một không gian lộn xộn, làm tắc nghẽn giao thông cục bộ và mất mỹ quan ngay giữa trung tâm của đô thị loại 1. Tôi thấy là xảy ra ùn tắc về giao thông này khoảng trên 10 ngày rồi. Nguyên nhân là do một số bán quần áo đấy, cho nên bay ra đó, cho nên mất vẻ đẹp của là mỹ quan của đô thị và thành phố ta. Đấy, cho nên theo tôi là đề nghị là bên Dầu Khí đó, hay là bên đô thị và chính quyền có biện pháp như thế nào đừng cho thuê như vậy, mặt bằng như vậy, đấy, để lấn chiếm vỉa hè, lòng đường như vậy. Giải tỏa hành lang an toàn giao thông luôn được coi là một vấn nạn và mỗi lần ra quân chỉ như bắt cóc, bỏ đĩa. Thế nhưng, quốc lộ 1A đoạn qua trung tâm thành phố Vinh là cửa ngõ, là bộ mặt của thành phố. Vì vậy, người dân cần có ý thức góp phần xây dựng thành phố văn minh hơn. Các lực lượng chức năng cũng cần phối hợp vào cuộc một cách tích cực, quyết liệt hơn để lập lại trật tự, giữ gìn hình ảnh của một đô thị văn minh.